Thưa quý vị và các bạn, khi mà một đứa trẻ chào đời thì bố mẹ nào cũng mong muốn con của mình sẽ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và nói tới thành công thì có lẽ là mỗi người sẽ có những định nghĩa riêng. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu một cách nôm na, một sự thành công đó là khi mà chúng ta đặt ra một mục tiêu và chúng ta có cách để hoàn thành mục tiêu đó và cuối cùng là chúng ta đạt được những cái kỳ vọng của bản thân mình. Và rõ ràng là để con có thể gặt hái được những thành công từ nhỏ tới lớn, có thể thực hiện được mọi dự định thì bố mẹ sẽ cần giúp con xác định được những mục tiêu trong cuộc sống và cần đồng hành với con, hướng dẫn con trong suốt quá trình trưởng thành của mình. Và ngày hôm nay trong tiểu mục Làm cha mẹ thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về chủ đề này. Và trước tiên, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một số thông tin và hình ảnh của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong xã hội hiện đại ngày nay, việc trẻ em được cung cấp đầy đủ các phương tiện cần thiết để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt là một điều dễ hiểu. Các gia đình có điều kiện luôn mong muốn con của mình có một cuộc sống vật chất đủ đầy, được bạc bạn, bằng bè. Tuy nhiên, điều đó vô hình chung lại đem đến những tác động tiêu cực, khiến cho trẻ trở nên sống vô trách nhiệm, thụ động và không có mục tiêu. Vậy làm thế nào để đảm bảo con có một cuộc sống thoải mái mà vẫn thực hiện được đúng trách nhiệm của mình đối với bản thân và những người xung quanh, có mục tiêu sống để làm các công việc có ý nghĩa? Và để gỡ rối cho các quý phụ huynh trong vấn đề nuôi dạy trẻ, có mặt tại trường quay ngày hôm nay, chúng tôi mời đến chuyên gia đào tạo về thái độ sống, kỹ năng sống, anh Trần Thành Nhân. Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình. Vâng, chào chị cũng như là chào các vị khán giả chúng ta nghe đài. Thưa quý vị, và trước khi đến với cuộc trò chuyện, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn sau đây. Chỉ còn ít tháng nữa, Lê Duy Duy sẽ bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Để đạt được mục tiêu của mình đề ra, góc học tập nhỏ này lúc nào cũng sáng đèn. Và đây cũng là hình ảnh quen thuộc của nhiều em học sinh khi cắp sách đến trường. Con cũng đặt khá nhiều mục tiêu. Thì có lẽ bước đầu thì con sẽ chỉ đặt mục tiêu là vào được một trường danh giá, trường cấp 3 danh giá. Và sau đấy thì chắc là nếu mà học ổn định rồi thì chắc là con sẽ theo chơi aerobic. Có đam mê rồi. Trong học tập là cần phải cố gắng nhiều hơn, tại vì kiểu bây giờ cũng nhiều bạn học giỏi hơn mình, cũng thế nên là mình cũng phải có một cái cơ hội để được vào trường công lập. Còn mục tiêu trong cuộc sống thì là bớt lười với cả kiểu bớt làm mất thời gian với những cái việc vô bổ đi. Mục tiêu học tập là thứ thường được nhắc đến nhiều nhất. Song để cố gắng đạt được mục tiêu đó, không phải đứa trẻ nào cũng làm được. Là một con người không mục tiêu thì rất nguy hiểm, chưa nói đến đứa trẻ. Nên đứa trẻ nào phải có mục tiêu, mà mục tiêu đó cũng nên là bố mẹ hướng cho con. Chứ các cháu thì bé thì chưa chắc là đã hướng theo mục tiêu đúng. Việc cha mẹ dạy trẻ sống có mục tiêu là việc làm cần thiết. Tuy nhiên cũng cần có kế hoạch cụ thể để thực hiện chúng. Trước khi xây dựng cho con những mục tiêu lớn, các bậc làm cha làm mẹ có thể bắt đầu bằng những mục tiêu nhỏ và dễ thực hiện hơn. Dạ vâng, thưa anh, theo anh thì nguyên nhân nào dẫn đến việc trẻ sống thiếu mục tiêu ? Trong tháp nhu cầu Maslow ấy, chúng ta có một vài nhu cầu như sau. Thứ nhất là nhu cầu cơ bản nhất của con người, đó là nhu cầu sống, ăn uống, hít thở, đúng không ạ? Đó là nhu cầu thứ nhất. Nhu cầu thứ hai đó là nhu cầu được an toàn, cảm thấy an toàn. Nhu cầu thứ ba đó là các con nhu cầu mình muốn được thể hiện bản thân của mình. Thứ tư là nhu cầu chúng ta muốn được ghi nhận, đúng không ạ? Thì đối với những cái nhu cầu như thế trong từng thời điểm mẹ sẽ mang lại một cái mục tiêu khác nhau. Ví dụ nếu như chúng ta đang cần nhu cầu để sống thì mục tiêu của mình đó là chúng ta sẽ đi làm kiếm tiền để trang trải những cái thứ trong cuộc sống của mình. Hoặc nhu cầu được an toàn đó là khi chúng ta cần cái sự an toàn để cho mình có thể cảm thấy thoải mái, đúng không ạ? Thì mỗi thời điểm thì cái tính mục tiêu sẽ khác nhau. Cái thứ hai đó là cái môi trường sống của các con sẽ là thứ tạo nên việc là các con bị thiếu mục tiêu. Vì sao là như vậy? Bởi vì hiện tại là cái nhu cầu đầu tiên, đó là nhu cầu sống, đúng không? Nhu cầu ăn uống thì bố mẹ đã lo cho hết rồi. Hầu hết là như vậy. Cái thứ hai, ví dụ như là nhu cầu về sự an toàn ấy, thì phải đến phần lớn các con cũng đang có cái nhu cầu đấy vì các con được gọi là bảo bọc rất là nhiều, đúng không ạ? Và chính điều đó vô hình chung khiến cho các con bắt đầu mất đi cái mục tiêu thực sự của mình, đúng không ạ? Vì các con có sẵn hết rồi. Đấy. Là mọi thứ là đều có sẵn nên là khiến cho trẻ sẽ không có một cái mục tiêu gì để mà cố gắng. Đúng rồi. Vậy thì theo anh, nếu như mà không có một cái mục tiêu gì thì nó sẽ dẫn đến những hậu quả như thế nào đối với những đứa trẻ hiện nay? Hậu quả thì chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ ràng, đúng không ạ? Đó là con không có mục đích để sống. Con sống cũng như là
Ví dụ như là nhân hay thành nhân hay lấy việc học tập là một ví dụ rất là điển hình. Đúng không ạ? Cái con hầu như là không có mục tiêu trong học tập luôn. À, vì sao lại như vậy? Bởi vì tất cả mục tiêu đều được bố mẹ định sẵn cho con hết sẵn rồi. Đúng không ạ? Ví dụ con học xong cấp 1 thi vào cấp 2 trường này, trường A, trường B. Cấp 2 xong thì thi vào trường cấp 3. Đúng không ạ? Cấp 3 rồi đi du học hoặc là học đại học này, đại học kia. Để sau này tốt nghiệp ra trường thì có công việc ổn định ở công ty này, công ty kia. Đúng không ạ? Đó, việc đó chúng ta thấy rằng là các con đang dần dần không biết, tức là giống như là gà công nghiệp ấy ạ. Yeah. Các con không biết là mình sẽ phải làm cái gì. Vấn đề thứ hai mà chúng ta có thể nhìn thấy được là các con trong thời điểm hiện tại không phải là những bạn học sinh nghèo vượt khó nữa. Yeah. Mà các con đang là những bạn học sinh giàu vượt sướng. Đúng không ạ? Sướng thì khó hơn rất là nhiều, bởi vì khi mà các con sướng ấy, các con sẽ có tâm lý là muốn hưởng thụ nhiều hơn. Và chúng ta có thể thấy rất là rõ ràng đó là có rất nhiều những đứa trẻ, thành nhân hay tạm gọi đây là những đứa trẻ sống trong tổ kén. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là thậm chí có rất nhiều thanh niên hai mấy 30 tuổi rồi vẫn phải hàng ngày ngửa tay xin tiền bố mẹ để tiêu vặt hàng ngày. Hoặc có rất là nhiều những thanh niên thậm chí là không tìm được cho mình một cái công việc nào đấy mà phải nhờ bố mẹ dùng mối quan hệ để xin chỗ này xin chỗ kia. Hoặc là thậm chí thành nhân đã từng thấy có những người ấy ạ, 30 tuổi rồi vẫn phải nhờ bố mẹ, tức là họ không tự tìm được cho mình một mối quan hệ mà họ phải nhờ bố mẹ đi hỏi vợ hỏi chồng dùng. Đấy là những thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ trước mắt của mình. Cuộc sống nó bị thụ động đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Và đấy, đó là cái hậu quả lớn nhất trong việc là cái con sống không có mục tiêu. Dạ vâng. Làm cách nào để cho trẻ sống có mục tiêu ngoài sự hướng dẫn từ xã hội, từ thầy cô giáo thì cha mẹ là người rất là quan trọng. Thì theo anh cha mẹ nên làm như thế nào ạ? Đầu tiên ấy, chúng ta phải cho con cái quyền lớn nhất của loài người, đó là quyền được lựa chọn. Chúng ta phải cho cái con quyền được lựa chọn, được ra quyết định cho những cái thứ liên quan trực tiếp đến cuộc sống của các con. Và thứ hai đó là chúng ta cần phải dạy con cách chịu trách nhiệm với những gì mà các con ra quyết định. Bởi vì sao? Bởi vì khi các con được phép lựa chọn thì các con mới lựa chọn cái con đường đúng của mình. Và song song đấy, các con cần phải chịu trách nhiệm với chính những cái lựa chọn của các con. Phụ huynh đồng hành cùng với con, đồng ý với quan điểm của con, nhưng mà cũng phải dựa trên cách là cha mẹ góp ý con nên làm cái này, con không nên làm cái này. Và nếu như con làm cái này bố mẹ cũng đồng ý thôi, nhưng con hãy nghĩ đến những cái việc nếu như mà con đã chọn ngành nghề này rồi mà con không thích thì sau này con bắt đầu lại nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, đúng không ạ? Thì trong xã hội ngày nay em cũng thấy một điều là con cái thường theo khuôn mẫu của cha mẹ. Học xong cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi cha mẹ sẽ hướng dẫn cho con là đến với những cái lớp học tiếp theo hoặc là những cái cấp học tiếp theo. Thì theo anh là điều đó có nên hay không ạ? Thì cá nhân thành nhân nghĩ rằng điều đó là nên. Tức là bố mẹ, chúng ta phải đặt ra hai trường hợp nhé. Trường hợp thứ nhất đó là phụ huynh chúng ta mong muốn các con học cái ngành đấy. Bởi vì sao? Bởi vì sâu xa trong thâm tâm của họ ấy, đó là cái ước mơ mà họ chưa thực hiện được. Yeah. Ví dụ phụ huynh muốn con học ngành y để sau này trở thành bác sĩ, bởi vì biết đâu được sâu xa bên trong họ, họ đã từng có ước mơ đấy nhưng họ không theo đuổi được vì một vài lý do khách quan và chủ quan, đúng không ạ? Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai ấy, là phụ huynh là những người đã từng đi trước. Chúng ta là những người sáng tỏ nhất, chúng ta là người đã từng trải qua, có kinh nghiệm, đã từng vấp ngã, và chúng ta là người chỉ là những cái kinh nghiệm đấy cho các con. Thì đối với là cái khía cạnh trong việc giúp cho các con có mục tiêu ấy, thì việc phụ huynh vạch ra những con đường như thế là hoàn toàn tốt. Tuy nhiên, cái quan trọng đây là gì? Cái quan trọng đây là phụ huynh là người vạch ra cho con. Nhưng người quyết định đi con đường đấy hay không lại phải là từ sự quyết định của chính bản thân của con. Tức là chúng ta, đối với vai trò của người lớn chúng ta thì chúng ta chỉ là những người soi sáng và chỉ đường. Chúng ta không phải là người đi giùm con đường đấy. Chúng ta cũng không phải là người ép các con phải đi đường đấy. Mà mình đúng nghĩa đen, mình là một người soi sáng con đường đó. Vâng, và đối với những đứa trẻ có mục tiêu nhưng mà không có động lực để mà các em cố gắng, theo anh thì chúng ta nên làm như thế nào ạ? Thực ra thì khi mà các con, chúng ta hướng dẫn các con biết cách để đặt mục tiêu, và khi các con đặt mục tiêu xong rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta, đầu tiên chúng ta cần phải hướng dẫn các con là đặt mục tiêu như thế nào cho phù hợp. Ví dụ như là đang học toán được 5 điểm, đặt mục tiêu một phát 10 điểm. Thì vẫn được thôi nhưng mà sẽ rất là khó. Thay vào đó thì các con sẽ đặt những mục tiêu, ví dụ 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm, nâng dần dần lên. Mình sẽ phải hướng dẫn các con đặt mục tiêu trước để tránh trường hợp là các con để mục tiêu lớn quá, các con bị nản. Trường hợp thứ hai đó là chúng ta sẽ đồng hành với lại các con. Và trong tâm lý học thì mình có một cái khái niệm được gọi là baby step ấy. Chúng ta muốn bước những bước dài, chúng ta phải bước những bước ngắn trước, đúng không ạ? Và đối với phụ huynh thì việc của mình chỉ đơn giản, mình là một người đồng hành cùng con. Ví dụ khi con gặp khó khăn,
mình lại là người ở bên cạnh để hướng dẫn và chia sẻ cho con. Yeah. Chúng ta một lần nữa mình vẫn hướng dẫn nhé, mình không làm giùm con. Yeah. Và đặc biệt hơn thì con người chúng ta luôn luôn có hai loại động lực. Đó là động lực bên ngoài và động lực bên trong. Động lực bên ngoài thì giống như kiểu là chúng ta phải tác động vào con ấy, thì con mới làm. Yeah. Thì cái động lực này nó có yếu điểm rất lớn là nó không bền vững thôi. Mình không thể nào đi theo con cả đời để thúc con ơi làm đi. Yeah. Đúng không ạ? Vì vậy động lực thực sự phải đến từ bên trong cái con. Nó phải tự xuất phát bên trong cái con. Yeah. Và động lực bên trong là gì? Đơn giản nhất. Đó là giúp cho cái con tìm được ước mơ của mình là gì. Thành Nhân có một cái công cụ như thế này. Đó là mình có thể chia sẻ lại cho phụ huynh. Và mình dùng chính công cụ này để mình đặt câu hỏi cho con. Đó là một bộ ba câu hỏi. Câu hỏi số 1. Đó là các con thích làm gì nhất? Đây là câu hỏi giúp cho các con trả lời cái sở thích của mình. Yeah. Bởi vì sở thích của chúng ta, mình có rất nhiều sở thích. Yeah. Thậm chí là sở thích còn giống nhau nữa. Mình thích chơi game, mình thích đi bơi lội, mình thích đá bóng. Đúng không ạ? Đó là sở thích. Sau đó các con sẽ trả lời câu số 2. Đó là các em làm gì thì giỏi nhất. Đây là câu để cho các con xác định được cái tài năng bẩm sinh của con. Vì chúng ta có thể giống nhau về sở thích, nhưng tài năng thì khó. Yeah. Tài năng mỗi con sinh ra mỗi con khác nhau. Có con giỏi bơi lội, có con giỏi giải toán, có con giỏi chơi thể thao chẳng hạn. Đúng không ạ? Và câu cuối cùng, đây là câu quan trọng nhất. Đó là các con làm gì thì giúp đỡ được cho nhiều người nhất. Yeah. Thì đây là một cái câu hỏi giúp cho các con xác định cái sứ mệnh cuộc đời của mình. Bởi vì mình không sinh ra lớn lên và sống một cuộc đời lặp đi lặp lại nhàm chán. Yeah. Mà mình sinh ra lớn lên để tạo ra giá trị và giúp đỡ được những người xung quanh. Yeah. Và ví dụ như con muốn làm bác sĩ chẳng hạn, con có giỏi học những cái môn học liên quan đến y không ạ? Ví dụ như là hóa rồi sinh học đấy, con có giỏi không? Rồi thứ hai đó là con có thích không? Và cuối cùng đó là theo con thì công việc này giúp đỡ được cho nhiều người chứ? Và nếu như thỏa mãn được cả ba câu hỏi đấy thì đó chính là ước mơ đích thực của các con. Yeah. Và khi mà các con có ước mơ rồi thì mình sẽ là người đồng hành trong khoảng thời gian đầu tiên để cho các con theo đuổi cái ước mơ đó. Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đào tạo thái độ sống kỹ năng sống anh Trần Thành Nhân. Thưa quý vị, cuộc sống không chỉ đơn giản là tồn tại mà chúng ta cần phải có những mục tiêu cao hơn. Và trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chúng tôi rất hy vọng quý bậc phụ huynh chúng ta cũng đã có những cái nhìn đúng đắn hơn trong sự đồng hành, phát triển cùng con để giúp con có những mục tiêu mà tạo giá trị cho xã hội. Rõ ràng là sự đồng hành với con là điều mà chúng ta các bậc phụ huynh ai ai cũng mong muốn hướng tới. Và bên cạnh đó thì chúng ta các bậc làm cha mẹ cũng đều muốn chia sẻ những cảm xúc với con, thành công hay là đôi khi cảm giác thất vọng với con, thì chúng ta hãy cùng chia sẻ và cố gắng hết sức hoàn thành một việc gì đó cùng với con. Trong khi đó thì chúng ta cũng có thể có những cái khả năng, và đặc biệt phụ huynh thì cũng có thể thúc đẩy trẻ, đó chính là giúp trẻ thiết lập những mục tiêu và đáp ứng mục tiêu theo từng bước một. Trước tiên hãy bắt đầu dạy con kỹ thuật để xây dựng mục tiêu. Ví dụ như là trẻ muốn cố gắng tiết kiệm mua một món đồ chơi nhất định, thì các bậc phụ huynh nên thảo luận với con các bước con có thể đạt được, đồng thời chia sẻ với con cảm giác hạnh phúc khi đạt được mục tiêu đó, đồng thời nói cho con những việc con cần làm để thực hiện mục tiêu. Và để bé có cái thói quen là thiết lập mục tiêu sống thì chúng ta cũng nên là rèn luyện cho con từ những bước nhỏ, như là từ trong những cái công việc học tập hay là những cái công việc nhà, chúng ta sẽ đưa ra cho bé một cái mục tiêu, một cái nhiệm vụ để rồi cho bé hoàn thành. Có những cái mục tiêu nhỏ thì dần dần bé mới có thể đặt ra những cái mục tiêu lớn hơn trong cái quá trình phát triển của mình. Và việc khởi đầu từ những cái mục tiêu nhỏ như thế này thì cũng sẽ giúp cho bé bền chí hơn và tránh cái việc mà bé dễ nản chí. Mục tiêu nhỏ cũng là cách tốt nhất khiến trẻ tìm đến những cái mục tiêu lớn. Việc đáp ứng mục tiêu nhỏ cũng sẽ đem lại những cái nguồn năng lượng rất là đáng kinh ngạc, từ đó hình thành một cái thói quen rất tốt cho trẻ. Và rõ ràng là việc mà xây dựng những mục tiêu và cùng với con vạch ra con đường thực hiện mục tiêu đó là một cái quá trình mà cha mẹ sẽ cần đồng hành và trao đổi với con. Và bên cạnh đó thì cha mẹ cũng sẽ cần hiểu được mong muốn của con và cho con quyền được lựa chọn và quyền chịu trách nhiệm với những việc mà mình đã chọn và đã làm rồi. Bởi vì thực ra thì không phải là mục tiêu của bố mẹ sẽ giống với mục tiêu của con. Đôi khi là chúng ta muốn là con làm việc A nhưng mà con lại thích làm việc B chẳng hạn. Thì thay vì bắt ép con, chúng ta có thể chia những cái mục tiêu nhỏ hơn, hoặc là chúng ta phân tích cho con nếu như làm việc A thì con sẽ được cái gì này, làm việc B con sẽ được cái gì, và con cuối cùng con sẽ quyết định chọn cái nào thì con sẽ phải chịu trách nhiệm về những cái hậu quả có thể xảy ra hay những gì mà mình sẽ có được. Và ngoài ra thì Vân Anh nghĩ rằng là một điều mà chúng ta có thể cùng đồng hành với con chính là chính chúng ta cũng cùng con xây dựng mục tiêu cho mình liên quan tới một vấn đề. Ví dụ như là bây giờ cả nhà cùng học tập đi. Vâng. Thực ra không chỉ có trẻ học tập đâu, bố mẹ cũng học tập nha. Ví dụ như là con đặt mục tiêu là con sẽ cải thiện được điểm số của môn toán chẳng hạn, thì mẹ cũng có thể có một cái chương trình học
riêng của mình, và mẹ bảo là mẹ cũng sẽ đặt mục tiêu là cuối tháng này này, điểm số của mẹ ví dụ như là tính theo người lớn thì có thể là chúng ta không chấm theo thang điểm như các bé, nhưng mà chúng ta sẽ nói rằng mẹ sẽ đạt được chứng chỉ của cái khóa học này, hay là bố thì có thể đạt được chứng nhận của khóa học kia, và có cả gia đình chúng ta cùng có mục tiêu học tập với nhau, và giống như việc là chúng ta cùng khích lệ trẻ. Đúng và rồi. Đến cuối tháng hay là đến cuối khóa chúng ta sẽ cùng tổng kết là à con được đạt được bao nhiêu phần trăm mục tiêu này, mẹ có đạt được mục tiêu hay không, bố có đạt được mục tiêu hay không. Nếu như tất cả chúng ta đạt được mục tiêu thì tốt nhất rồi, chúng ta có thể cùng đi ăn uống này, cùng chia sẻ thành công với nhau, cùng khích lệ nhau. Nếu như những ai mà còn chưa đạt được mục tiêu thì chúng ta sẽ cùng trao đổi là à vì sao con chưa làm được, vì sao mẹ chưa làm được, vì sao bố chưa làm được. Và Vân Anh nghĩ rằng cái điều đó nó sẽ giúp trẻ khích lệ và cảm thấy rằng là à mình không đang cố gắng một mình, mà bố mẹ cũng đang cùng cố gắng, và ở lứa tuổi nào chúng ta cũng phải cố gắng, chứ không phải rằng là chỉ ở tuổi này thì mình mới cần có mục tiêu thôi, đúng không? Dạ vâng, chính xác là như vậy. Bởi vì với những người lớn đôi khi là chúng ta đã làm việc ở trên cơ quan rồi, nhưng mà về nhà đôi khi chúng ta chỉ cầm điện thoại và lướt web, hoặc là chúng ta giải quyết những công việc thôi, thì bé bảo rằng ôi người lớn sướng thế nhở, chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần lướt điện thoại là xong ngày, đúng không? Nhưng mà giờ thời gian đó chúng ta có thể dành thời gian với con để chia sẻ, ví dụ như là toán chúng ta không có thể là đi học những cái chứng chỉ, thì chúng ta cùng đồng hành với con xem là con yếu về khả năng như thế nào, tính toán hay là nhân cộng trừ nhân chia, chúng ta tập cho bé từ những bước đầu thì rõ ràng là bé cũng sẽ thành thục hơn về cái việc những cái yếu điểm của mình còn sót lại. Và chúng ta những bậc phụ huynh hãy luôn đồng hành với con, bởi vì những người lớn thì thường thường có ý thức là việc là chúng ta cũng cần làm gì để hoàn thành mục tiêu. Vì vậy phụ huynh cũng nên xác định mục tiêu và lập những kế hoạch hành động cho con, cụ thể như là con cần hiểu rõ là bản thân mình cần những kiến thức, kỹ năng, thông tin gì để có thể hoàn thành mục tiêu một cách xuất sắc. Xác định mối quan hệ có thể phối hợp giúp đỡ con hoàn thành mục tiêu. Đường đi đến đích nếu đi một mình sẽ rất khó để thành công, do đó cần những người bạn cùng thuyền. Theo đó thì hãy cùng con lên những danh sách những người mà có thể phối hợp giúp đỡ với con trong quá trình thực hiện mục tiêu để rõ ràng hơn, thì cần xác định những người thực sự có thể giúp đỡ con. Xây dựng kế hoạch và hoàn thành kế hoạch trên giấy cũng là một trong những bước quan trọng. Điều đầu tiên con bạn cần làm ở đây chính là liệt kê danh sách những việc con làm được để đặt cái mục tiêu đề ra. Nếu con chúng ta xây dựng một danh sách rõ ràng thì con đường đến mục tiêu sẽ càng gần hơn. Khi con đã có danh sách các việc cần làm cụ thể thì phụ huynh cần biến nó thành kế hoạch và hoàn thành nó. Thực tế thì kế hoạch càng cẩn thận và chi tiết, khả năng đạt được mục đích cũng sẽ càng cao hơn. Chúng ta cần để trẻ hiểu rõ công việc nào quan trọng hơn để ưu tiên thực hiện nó trước. Dù là lớn hay trẻ nhỏ, để đạt được mục tiêu cũng không hề dễ dàng. Việc cha mẹ đồng hành cùng với con của mình, khích lệ, động viên cũng sẽ là hành trang lớn để giúp con đi đến đích một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Tiêu đó chính là một quá trình, và thực ra trên thực tế Vân Anh thấy rằng là có rất là nhiều gia đình thì sẽ xác định là đây là một việc rất là quan trọng, và ở nhà nó sẽ có một cái tấm bảng này, sau đó thì là con với bố mẹ sẽ viết ra những cái mục tiêu của mình, nó giống như việc là cái đích mà chúng ta cần hướng đến, và sau đó chúng ta biết được là mình đang ở cái điểm xuất phát như thế nào, rồi chúng ta sẽ xem là à để đạt được đích này mình sẽ cần cách thức thực hiện ra sao, với cách này chúng ta sẽ chia nhỏ đầu việc ra, vậy thì mỗi tháng chúng ta cần làm gì, rồi mỗi tuần chúng ta làm gì, lịch trình hàng ngày như thế nào, tức là rất rõ ràng, và hàng ngày là thậm chí là chúng ta còn tích như kiểu là mình check xem là chúng ta có đạt được hay không. Và khi mà chúng ta chia nhỏ từng bước ấy, thì chúng ta cảm thấy mọi thứ dễ dàng và rõ ràng hơn rất là nhiều. Tiếp nữa là chúng ta hoàn toàn có thể định lượng và kiểm tra xem là những việc mình làm có thực hiện được hay không, và chúng ta kịp thời điều chỉnh, chứ không phải là đến lúc mà đến thời gian hạn rồi chúng ta thấy rằng không đạt được mục tiêu, thế xong là đôi khi chúng ta sẽ rất là dễ bị bực bội, rất dễ chúng ta có thể là quát mắng con là vì sao bố mẹ đặt ra như vậy rồi, hay con đặt ra con lại không làm được. Nhưng mà cái điều quan trọng trong quá trình mà chúng ta hướng dẫn trẻ đạt được mục tiêu đó là việc là vì sao con làm được, vì sao con không làm được, và cái kinh nghiệm mà chúng ta rút ra là điều gì. Và chính vì vậy cái quá trình mà đồng hành cùng với con sẽ giúp cho con có thể hiểu rõ hơn những cái điều mà mình muốn, biết được rằng là mình có quyền lựa chọn cũng như là chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình, và từ đó con sẽ trở thành một người cầu tiến và luôn luôn định hướng được cuộc sống của mình sau này.